Vợ Nguyễn Bắc Chuyển bị cấm xuất cảnh là đúng quy định của pháp luật. Mới đây, RFA loan tin vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển bị cấm xuất cảnh khi đi dự hội nghị tự do tôn giáo ở Mỹ. Trong đó có trích dẫn phát biểu của Bùi Thị Kim Phượng, vợ của Nguyễn Bắc Chuyển trong một đoạn video gửi đến cái gọi là Hội nghị Thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022. Trước đó, đoạn video này cũng đã được tổ chức phản động có tên Đề án Nhân quyền Việt Nam, viết tắt là BPSOS, phát tán lên mạng xã hội. Vợ Nguyễn Bắc Chuyển nói rằng, bị chính quyền Việt Nam áp đặt lệnh cấm xuất cảnh nhằm ngăn chặn bà ta tới diễn đàn tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 để nói về tình trạng của chồng mình và vấn nạn đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Bùi Thị Kim Phượng cho biết, dĩ nhiên là tôi cũng rất tức giận, bức xúc trong lòng, nhưng mà đã sống trong chế độ này thì nếu họ chặn mình, mà mình cố tình đi thì sẽ khó khăn cho những người sống ở trong nước. Và Phượng cũng không quên tuyên bố rằng sẽ lên tiếng mạnh mẽ để tố cáo sự đàn áp mà chính quyền áp đặt lên gia đình cũng như tôn giáo của mình nếu một ngày nào đó được đi dự hội nghị về tự do tôn giáo. Bùi Thị Kim Phượng có chồng là Nguyễn Bắc Chuyển, hiện đang thụ án 11 năm tù, 3 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo phán quyết của tòa án. Vào năm 2004, Nguyễn Bắc Chuyển cùng Việt Kiều Mỹ, Đỗ Thành Công tham gia thành lập cái gọi là Đảng Dân Chủ Nhân Dân để hoạt động nhằm thay đổi chế độ chính trị Việt Nam. Sau 2 năm hoạt động, đến năm 2006, Nguyễn Bắc Chuyển bị bắt do có liên quan đến kế hoạch biểu tình giải chuyển đơn vào dịp Việt Nam tổ chức tuần lễ cấp cao APEC. Chuyển bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2007. Sau khi mãn hạn tù vào năm 2010, Nguyễn Bắc Chuyển tuyên bố mình vẫn là đảng viên Đảng Dân Chủ Nhân Dân và tiếp tục tham gia nhiều tổ chức phản động khác như Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Đối Lập, Văn Phòng Công Lý và Hòa Bình thuộc dòng Chúa Cứu Thế Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Anh Em Dân Chủ. Cũng như các đối tượng chống phá nhà nước khác, Nguyễn Bắc Chuyển hoạt động chống phá chế độ dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền và ngày càng trắng trợn thách thức pháp luật. Ngày 30 tháng 7 năm 2017, Nguyễn Bắc Chuyển cùng 3 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ là Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức đều bị truy tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ và xác định Nguyễn Bắc Chuyển là thành viên sáng lập ra tổ chức phản động Hội Anh Em Dân Chủ. Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Nguyễn Bắc Chuyển cùng với các thành viên chủ chốt của hội này ra mắt và thông báo rộng rãi trên mạng xã hội với tên gọi chính thức là Hội Anh Em Dân Chủ giới thiệu cương lĩnh văn tắt, ra mắt logo biểu tượng của tổ chức, thông báo giới thiệu chủ tịch và phó chủ tịch hội, đồng thời phân công các trưởng đại diện của các vùng, miền, Bắc, Trung, Nam và Hải Ngoại. Kết quả điều tra cho thấy Hội Anh Em Dân Chủ đã xây dựng cơ cấu tổ chức, thành lập và phân công nhiệm vụ cho các ban, tổ chức, họp các hội viên vào tối thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần. Có kế hoạch đào tạo hội viên, phát triển lực lượng, có nhiều hình thức tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam, có quan hệ với các tổ chức cá nhân nước ngoài để vận động, ủng hộ tài trợ kinh phí cho hội hoạt động, lập dự án xin tài trợ cho hoạt động của hội, lợi dụng các sự kiện chính trị, sự kiện nhạy cảm trong nước để kích động người dân, chống đối chính quyền. Ngày 4 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Bắc Chuyển bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù và 3 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cơ quan công an nhận định Bùi Thị Kim Phượng không thể không biết về những hoạt động chống phá chế độ của chồng mình và kể từ khi Chuyển chấp hành án, Phượng luôn có những phát ngôn sai sự thật về tình hình tự do tôn giáo nhân quyền ở Việt Nam, thường xuyên vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo. Ngay trong đoạn video mà BPSOS cung cấp cho RFA, Bùi Thị Kim Phượng cũng đã có phát ngôn xuyên tạc sự thật, phỉ báng chế độ, hành vi xuyên tạc có hệ thống này rõ ràng có liên quan đến an ninh trật tự của đất nước. Căn cứ theo Điều 21 Văn bản Hợp nhất Nghị định số 07-VBHN-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thì Bùi Thị Kim Phượng thuộc trường hợp thứ 6 bị cấm xuất cảnh vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Như vậy, việc cấm Bùi Thị Kim Phượng xuất cảnh là đúng với các quy định của pháp luật. Việc cấm Phượng xuất cảnh là để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của cộng đồng. Khi lệnh cấm vẫn còn hiệu lực thì Bùi Thị Kim Phượng sẽ không được xuất cảnh
vì bất cứ lý do gì, chứ không chỉ vì đi dự hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 mới bị cấm. Việc RFA hay BPSOS lưu loa vụ việc lên mạng xã hội, rồi dở thói đạo đức giả thường vầy khóc mướn cho Bùi Thị Kim Phượng là một hành vi kém văn minh, thiếu văn hóa và thể hiện bản chất bẩn tươi của những kẻ chống phá Việt Nam.